Anh em đã quan tâm đến giá listing của cái đồng coin Grass đúng không? Trong clip ngắn này thì mình sẽ trả lời nhanh cho mọi người nhé. Hello tất cả anh chị em, có cả mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Tip Crypto và mình là Nhất Huy đây. Ok, và cái dự án Grass này thì thời điểm hiện tại chúng ta đang rất là quan tâm đúng không? Với cái giá listing của cái đồng coin này đó. Và chúng ta chỉ còn khoảng tầm 8 giờ nữa thôi thì dự án sẽ listing 20 giờ 30 buổi tối ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ claim về. Và nếu mà chúng ta chưa biết cái link claim á, mình sẽ để dưới phần mô tả của video để tránh trường hợp chúng ta sẽ lên Twitter và không may bị scam đó, rất nhiều link giả nhá. Ok, về cái dự án Grass thì mình sẽ update cho mọi người rất là nhanh trong clip này. Và ngoài dự án này ra thì còn những dự án nào tiềm năng á, mình cũng đã quay và hướng dẫn cho anh em tham gia rồi, sẽ điểm lại cho mọi người trong clip ngắn này đây. Và để bắt đầu bước vào nội dung của ngày hôm nay thì như thường lệ, anh em cảm thấy hữu ích hãy để lại cho mình một like, một share video, subscribe kênh YouTube và nhấn vào thông báo lên để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường này. Anh em muốn update nhanh nhất về những biến động của thị trường, những dự án có tiềm năng airdrop, retro, active thì mọi người sẽ join vào trong cộng đồng Telegram của mình. Mình có để dưới phần mô tả của video. Ngoài ra sẽ có một group trading nhé. Ngày hôm qua là một ngày ở trong group trading rất là sôi động luôn, bởi vì chúng ta ăn được hai kèo cực kỳ là động nha anh em. Đầu tiên đó là cái dự án Troy, mình call cho anh em đó là 0,0014 đô la và có nhắc lại cho anh em trên nền tảng của clip luôn á, buổi tối ngày hôm qua nha anh em. Clip liên quan đến check coin đó. Bởi vậy thì nếu mà chúng ta xem clip mình thường xuyên và đăng ký kênh thì mọi người hầu như sẽ không bỏ lỡ những dự án lớn mà chúng ta ăn được đâu. Kể cả những cái dự án mà boom lớn, vol lớn, cap lớn như là tao nha anh chị em. Đó, thì cái dự án Choi này đây 0,014 thời điểm hiện tại đây nó tăng lên đó là 0,0028 là hơn x2 rồi nha. Mình nghĩ rằng thời điểm hiện tại chúng ta đã chốt lời rất là nhiều rồi, không hết đâu. Ngoài cái dự án Choi này ra thì mọi người còn ăn rất là đậm nữa, đó là cái dự án Nero. Và anh em xem lại thị trường ngày hôm nay đi. Cái dự án Nero nhá, mình call ở trong group trading ngày hôm qua nhá, 0,06 đô la. Và thời điểm hiện tại đây thì cái đồng Nero ETH trên nền tảng của Bybit là 0,106 nhá. Đồng coin này mình cũng nhắc luôn cho mọi người trong clip này luôn và clip trước đó đó. Làm thế nào để chúng ta có thể là join được trong group trading thì anh em sẽ xem ở dưới phần mô tả của các clip đây nhá. Đây này, mọi người sẽ nhìn thấy đây. Thì sẽ có cái mục đó là Join Group Trading ở đây. Anh em sẽ click vô vào cái mục này giúp mình. Và nó sẽ chuyển cho anh em sang Telegram đó. Trong Telegram thì sẽ có một cái bài post hướng dẫn cho anh em tham gia ở đây nhé. Các cái bước rất là dễ thôi, không có gì cả. Anh em đăng ký cái link đối tác. Sau đó thì mọi người sẽ nhắn tin cho các bạn CM này, là cái bạn hiện tại đang hỗ trợ ở trong Group Trading nhé. Gửi cái thông tin liên quan UID bạn ấy check thôi, là chúng ta sẽ có thể là join được trong Group Trading. Ok, đó là thông tin update đến từ Group Trading nhé. Nhiều người chúng ta cứ hỏi mà mọi người không để ý, mình hay nhắc cho anh em đó là dưới phần mô tả của video đó, tất cả những thông tin liên quan đến như là video căn bản này, những cái thông tin liên quan đến sàn đối tác, anh em có thể đăng ký để có thể nhận thêm được một số ưu đãi như là giảm phí giao dịch hoặc là bonus nhé. Và tất nhiên rồi, khi mà mình côn các dự án ăn nhiều như vậy ấy, trong một khoảng thời gian ngắn thì cũng không thiếu những thành phần toxic như vậy đâu nha. Họ hay vào phá hoặc là hay có những cái lời lẽ không hay nhé. Anh em có thể đọc bình luận ở đây vẫn còn nguyên đó, thực sự rất là nhiều luôn á, kể cả inbox luôn. Nhưng mà cái vấn đề đó thực sự là mình không quan tâm nhiều lắm, bởi vì trong nhiều năm vừa qua thì mình đã trả lời cho họ qua biểu đồ chat rồi. Ok, anh em có thể là cập nhật tất cả những thông tin ở dưới phần mô tả của video nhé. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ đến ngay với cả dự án Grass đúng không? Dự án Grass ở đây thì ngày hôm nay có thông báo listing trên các cái sàn giao dịch như là KuCoin, bên Gate.io, bên OKX thì mới thông báo listing trên nền tảng Future mà thôi đó. Ngoài ra thì sẽ có thêm MAC, Bitmax cũng như là Binance nhé. Đó là một số sàn và chúng ta đang bị mất kỳ vọng vì các cái sàn top như là Binance không thấy công bố thông báo là listing cái đồng coin này đúng không? Và cái giá pre-market nha anh chị em, giá hiện tại, giá chợ trước đó thì mọi người sẽ thấy rằng nó đã giảm khá là nhiều rồi. Từ cái vùng 1.2, nếu mà anh em xem ở trên Waymarket thì đã về khoảng tầm 0.45. Và cái giá hiện tại mình đang xem ở trên KuCoin là 0.6. Trên nền tảng của Bitget hoặc là Bybit thì cũng tương tự như vậy mà thôi, đâu đó khoảng tầm 0.6 đến 0.7. Với cái giá này đây, nếu mà thực sự từ giờ đến tối không có thông tin listing trên nền tảng của Binance thì chắc chắn nó sẽ có thể là bị giảm tiếp theo nữa. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhìn qua một chút về dự án để có thể là sang phần thứ hai nhé. Update cho mọi người một số dự án hiện tại chúng ta vẫn có thể làm được và tiềm năng rất là lớn như là Grass nhé. Mọi người sẽ thấy rằng hiện tại cái dự án này có vốn đâu đó qua các cái vòng là khoảng tầm 4,5 triệu. Các cái quỹ đầu tư cho dự án này thì trong đó có những quỹ đầu tư tier 1 như là Polychain Capital đó. Thì anh em sẽ thấy đây, các cái quỹ này đa phần đều có kinh nghiệm đầu tư cho rất nhiều những dự án lớn rồi. Và ROI của họ cũng rất là ok luôn nhé. Họ đầu tư rất là nhiều các dự án theo lịch sử luôn. Ngoài Polychain Capital ra thì sẽ có Chibi Capital đúng không? Hoặc là Big Brain Holding. Đó là những thông tin liên quan đến quỹ đầu tư của cái dự án này. Gọi vốn khoảng tầm hơn 4 triệu, hơn 4,5 triệu đúng không? Cho một cái dự án bên hệ Sol, thuộc cái mảng gọi là Deepin AI đó. Còn đây sẽ là lịch trả token của cái dự án này. Tổng cung nhá anh chị em,
tổng cung của token này sẽ là 1 tỷ token mà thôi, và cung ban đầu sẽ là 250 triệu. Thông tin này đã được dự án cập nhật và mình cũng đã update cho anh em rồi. Buổi tối ngày hôm nay thì 21 giờ sẽ listing trên các cái sàn đó. Ok, và 250 triệu sẽ là nguồn cung ban đầu, tuy nhiên sẽ không có dành cho đội và team đâu. Ở đây sẽ là để trả token của cái dự án nhá. Về investor và team á thì họ sẽ khóa liên tục trong vòng 12 tháng, sau đó mới trả dần nhé. Chỉ có unlock 100% đó là airdrop mà thôi ấy. Và airdrop thời gian vừa qua thì cũng đã lọc bot rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng cũng còn rất là nhiều người khác họ chạy farm thì họ vẫn đang vượt qua bình thường mà thôi. Tiếp tục thì sẽ có reward cũng như là incentive này, foundation thì thông tin sẽ có đây, anh em có thể đọc và xem qua giúp mình. Nói chung 250 triệu sẽ là cái số token lưu thông bên ngoài thị trường ban đầu. Với cái giá listing, nếu mà chúng ta lấy theo giá của KuCoin đi, tức là 0.6 đô la, thì market cap con này đâu đó khoảng tầm 150 triệu listing nhé, 250 triệu mà anh chị em. Token ban đầu cung lưu thông đó. Và FTV thì là 600 triệu. So với cả một dự án gọi vốn 4,5 triệu mình nghĩ rằng nó cũng khá là hợp lý nhé. Và đặc biệt nữa đó là nó không listing trên các cái sàn top á. Còn nếu mà listing trên nền tảng của Binance theo nhiều người kỳ vọng á thì khả năng cái đồng coin này có thể listing cao hơn với cái giá trên 1 đô la. Đó là những điều mà chúng ta có thể đều nhìn thấy được. Còn nếu mà nói để có thể là so sánh với cả những cái dự án ấy thì cùng với cả gọi vốn hoặc là bên hệ Sol hoặc là một số các dự án khác cùng cấp như vậy thì chúng ta cũng không có cụ thể hơn để có thể là so sánh. Hoặc có thể nhìn sang ATH đi. Thì ATH nó sẽ có cái thông tin gọi vốn khác hơn qua việc bán nốt đúng không? Kèm theo một số các hình thức khác. Grass sẽ là một cái dự án khá là kỳ vọng của cộng đồng vì họ đào nhiều mà, tham gia đào rất là nhiều luôn, làm nhiệm vụ đơn giản có làm gì đâu, chỉ có mỗi tải app lên để cho internet chạy mà thôi, và cái số point đó sẽ được quy đổi thành token qua cái epoch đúng không? Và các dự án khác hiện tại đang chạy cũng tương tự như vậy đó. Thực ra cái dự án Grass này đây thì mình nghĩ rằng listing nếu mà không lên trên nền tảng của Binance á, sẽ dao động từ giá đó 0.3 đến khoảng tầm 0.5 mà thôi á. Đó là giá listing. Bởi vậy nếu mà chúng ta tham khảo để có thể là mua bán cái đồng coin này nhá thì anh em sẽ theo dõi một thời gian. Đây cũng sẽ là một cái dự án khá là tiềm năng khi các cái quỹ đầu đầu tư đó, sẽ là những quỹ như là Polychain Capital đó hoặc là Big Brain Holding. Đó, đặc biệt có Polychain Capital cũng rất là uy tín đó. Thì anh em có thể theo dõi khoảng thời gian này cho đến khoảng thời gian tháng 10, tức là 12 tháng sau đó mới có lịch trả token cho đội team, thì token khả năng sẽ đi giá và xả khi mà thị trường chưa có sóng cho altcoin đó. Đó. Và nếu mà vùng giá bắt ok mình sẽ call cho mọi người trong group trading và trên nền tảng của Twitter nhé. Ok, đó là thông tin liên quan đến nếu mà dự án không được listing trên các cái sàn top từ giờ đến tối như là Binance. Còn nếu mà có thông tin listing, mình nghĩ rằng cái giá list đâu đó cũng sẽ có thể là khả năng trên 1 đô la. Bởi vì cái vùng 1 đô la những ngày vừa qua trên 1 đô đó từ khoảng tầm 1 đến 1,2 đô la, cái volume rồi trên nền tảng của pre-market cũng khá là ok luôn nhá. Có nghĩa có nhiều người họ đang đu trên đó và họ đang có cái dấu hiệu xả sau khi thời điểm hiện tại đây chưa có công bố listing trên nền tảng của Binance nhá anh chị em. Ok, còn về cái dự án Grass này thì hiện tại cũng đang có một cái sự kiện và xác nhận listing trên nền tảng của Bybit đúng không? Bởi vậy thì anh em sẽ làm luôn cái sự kiện này giúp mình nhé. Sự kiện này mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Cái pool để anh em nhận thưởng đó là 200.000 Grass nhá. Mọi người sẽ click vô vào cái mục này đây để chúng ta sẽ ấn join tham gia nha anh chị em. Tham gia các bước ở đây sau khi mà chúng ta đăng ký xong thì anh em chỉ cần làm một số bước như là nạp grass lên trên này hoặc là trade grass thôi để anh em sẽ nhận được cái phần thưởng chia pool nhé. Nói chung ở trên nền tảng của Bybit ấy, thì thời gian vừa qua cũng có khá là nhiều các cái sự kiện airdrop rồi á, cho nên chúng ta nếu mà chúng có tài khoản của Bybit anh em sẽ đăng ký cái link đối tác ở dưới phần mô tả của video nhé để có thể nhận thêm một số các cái bonus độc quyền đến từ kênh của mình hợp tác với Bybit nhé. Ok, và như vậy thôi. Còn lại đây thì ở phần thứ hai đó là nếu mà chúng ta đã bỏ lỡ qua Grass rồi thì còn những dự án đang tiềm năng, còn rất nhiều những dự án khác tiềm năng và còn tiềm năng hơn cả Grass nha anh chị em. Đây này, mình có liệt kê ở đây cho mọi người rồi và cũng đã có quay clip cho anh em luôn rồi nhá. Anh em sẽ lên kênh của mình và có cái từ deep pin ở trong mục tìm kiếm thôi ấy, sẽ ra clip mình quay cho mọi người cái khoảng tầm 2 tuần nhá. Top dự án airdrop kiếm tiền cả nghìn đô la về cái trend liên quan đến AI deep pin đó. Ở trong clip đó thì mình có đề cập cho mọi người ba cái dự án rất là tiềm năng luôn, đó là dự án Draw, dự án Gradient và cái dự án NotePay. Về cái dự án NotePay này đây cũng tương tự như Grass nha, cũng gọi vốn bởi khá là nhiều các quỹ như RAM hoặc là Animoca Brain, cũng chỉ cần tải app và mọi người đăng nhập tài khoản thôi. Nói chung anh em nếu mà chúng ta là người mới không biết thì mọi người xem lại clip nhé và xem lại hướng dẫn bot thì thôi, đăng ký bằng email và sau đó thì tự cái app mà nó chạy trên tiện ích Google nó sẽ tự đào cái point cho anh em và cái point đó sẽ được quy đổi thành token như là Grass nhé. Còn cái dự án Tron này đây sẽ là một cái dự án gọi vốn cũng rất là lớn luôn, khoảng tầm 18 triệu. Cái quỹ công ty đứng sau là gọi vốn 33 triệu nhé.
Đây sẽ là một cái dự án rất là tiềm năng luôn. Anh em cũng làm tương tự như Grass. Và một cái dự án nữa đó là cái dự án Gradient đó. Dự án này mặc dù thông tin gọi vốn thì chưa được rõ ràng cho lắm, nhưng mà mọi người sẽ nhìn thấy cái quỹ đầu tư ban đầu của cái dự án này nhá. Đây sẽ là những cái quỹ đầu tư thai một cho những cái dự án lớn như là Multicoin Capital này, Square hoặc là Pantera. Đó, ba thằng này là đủ rồi. Bởi vậy thì nếu mà nói về đánh giá trong số những cái dự án kia, mặc dù đau gọi vốn cũng khá là ok đúng không, nhưng mà mình đánh giá rất là cao về cái dự án Gradient này nhá. Các cái quỹ lớn họ đầu tư vòng ban đầu mà. Đó, anh em cũng làm tương tự mà thôi, cũng tải app về để cho tự chạy thôi nhé. Ba con này thì làm y như nhau, không cần phải làm thêm cả. Anh em có thể làm thêm ở trong mục nhiệm vụ, cái mục mà task đó, để chúng ta có thể là kiếm thêm point nhé, hoặc là mời thêm bạn bè nữa. Ok, và như vậy thôi, qua clip ngắn này đây thì mình cũng đã update nhanh. Ok, và như vậy thôi, qua clip ngắn này đây thì mình cũng đã update rất là nhanh cho mọi người về cái dự án Grass rồi, cái giá listing nào thì phù hợp đúng không, và những cái dự án tiềm năng để anh em có thể săn airdrop với những cái dự án tương tự như Grass. Và nếu mà chúng ta cảm thấy hữu ích thì hãy để lại cho mình một like, một share video, subscribe kênh YouTube và những bật thông báo lên nhé, để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường này. Cuối cùng, xin được cảm ơn, hẹn gặp lại tất cả anh em những clip sau.